Sau thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong những ngày này, các khu du lịch biển tại tỉnh Quảng Trị đã bắt đầu đón khách trở lại. Để giúp du khách yên tâm đến với các bãi biển, chính quyền cũng như người dân ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, nhất là phòng chống dịch COVID-19. Quảng Trị có chiều dài bờ biển hơn 75 km với nhiều bãi tắm đẹp, hoang sơ, nước trong, cát mịn như Cửa Việt, Cửa Tùng, Do Hải, Mỹ Thủy, Triệu Lăng, Mũi Chèo. Bước vào mùa du lịch biển, các khách sạn cũng như chính quyền địa phương ở ven biển đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa dịch bệnh. Tôi về là du lịch tại biển Cửa Việt, nhưng vào cái quán đây thì tôi thấy là người ta đã sử dụng quá cái nước rửa tay, diệt khuẩn đàng hoàng và vô cái chỗ vui chơi, giải trí thì cũng giữ khoảng cách. Chúng tôi thực hiện hai cái nhiệm vụ đó là vừa chống dịch COVID và vừa phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo các cái quán tập trung thực hiện tốt cái vấn đề là đảm bảo vệ sinh, đảm bảo cái việc chống dịch COVID như quy định. Chúng tôi đã triển khai cải tạo lại cái bãi tắm và các cái chỉnh trang lại các cái quán, đồng thời là quảng bá các cái sản phẩm du lịch biển, quảng cáo thêm và những cái vấn đề sản phẩm đặc trưng của địa phương để làm sao tạo được cái du khách du lịch đến. Tỉnh Quảng Trị phấn đấu đến năm 2020, tổng thu từ ngân sách du lịch đạt hơn 170 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên do dịch Covid xảy ra nên lượng du khách đến với Quảng Trị có giảm. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh và ngành du lịch đang tập trung đầu tư một số dự án phát triển tại các khu du lịch biển, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong những năm tiếp theo.